Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các nam nữ Phật tử, thì tối hôm nay ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Dần 2022 là ngày sám hối định kỳ theo lời chư Phật chư Tổ dạy. Người Phật tử mỗi tháng 2 kỳ sám hối, chúng ta trở về các tự viện, các ngôi tam bảo của chúng ta thành tâm để Phật sám hối ăn năn những tội lỗi, những lỗi lầm trong quá khứ, kiếp này cũng như là nhiều kiếp trước, để sám hối tiêu từ nghiệp trước và phước được sanh ra. Trước tam bảo chúng ta có hồi hướng công đức để cho cái nghiệp quá khứ thuyên giảm tiêu trừ, và phát nguyện làm các công việc tốt đẹp, các công đức lành trong hiện tại cũng như tương lai để tạo cái phước đức cho nhau. Thì nhân đây thì cũng có ít lời gửi đến các vị Phật tử vừa họ tam quy ngũ giới vừa rồi, cũng là nhắc nhở các vị Phật tử để họ tam quy ngũ giới trước đây. Thì người Phật tử khi chúng ta phát tâm nương vào ba ngôi tam bảo, đó là nương về Đức Phật, nương vào giáo lý của Đức Phật, những lời dạy, những chân lý của Đức Phật, cũng như là nương vào chư tăng, chư thầy, chư sư cô để chúng ta học hỏi, tu tập theo sự hướng dẫn của cộng đoàn. Về ngũ giới thì chúng ta họ tùy năm giới. Thứ nhất là không được sát sanh hại vật, tôn trọng sự sống của muôn loài. Thứ hai là không được trộm cắp, chúng ta tôn trọng cái vật sở hữu của người khác, không cho, không được lấy dù là cái vật nhỏ cũng vậy. Cái điều thứ ba là chúng ta không được tà hạnh, không được ngoại tình, lăng nhăng, trung thủy một vợ một nhau, bảo vệ hạnh phúc của mình cũng như là bảo vệ hạnh phúc của người khác. Điều thứ tư là không được nói dối, không được nói những lời hôn nát, chửi bới, rủa người khác. Chúng ta không được nói những lời hoan hỉ, những lời đánh thọc, những lời gọi là gây tổn hại cho người khác, nói những lời chân thật, tôn trọng sự thật, nói những lời tốt đẹp, nói những lời đem lại sự an vui, hạnh phúc. Điều thứ năm là không được uống rượu bia, cũng như là sử dụng các chất gây nghiện khác, ma túy, sự kê, thuốc lắc, bồ đào, vân vân, những loại mà làm cho tâm trí của chúng ta mất đi kiểm soát. Năm cái điều này khi người Phật tử ở gia chúng ta tâm giữ gìn được, có nghĩa là cuộc sống của chúng ta sẽ được bình an, được hạnh phúc nhờ vào việc chúng ta giữ giới. Năm cái điều đạo đức cơ bản, căn bản nhất của người Phật tử tại gia, đó là năm giới mà thầy cũng vừa nêu lên. Mà nếu mà chúng ta phá đi một trong những năm giới đó thì nó sẽ dễ gây ra những cái hậu quả làm mất đi cái hạnh phúc gia đình, mất đi cái đời sống bình an của mình,
gìn giới pháp, giữ gìn những điều đạo đức của người Phật tử theo lời Đức Phật dạy, thì chúng ta có được cuộc sống bình an, hạnh phúc trong kiếp này, cũng như là những đời sau mà chúng ta tái sanh lại cũng sanh vào những nơi thuận lợi, những nơi tốt đẹp, những nơi mà luôn luôn được bình an yên ổn, và những cái nhà quyền quý có những cái điều kiện tốt đẹp tiến lên nữa. Chúng ta giữ gìn Phật thiện để tham sân và các tổ trời về những phúc này. Thì nhân thế để sáng hối hôm nay, thầy xin gợi ý lại cho các vị mới cũng như là các vị thọ giới đã lâu, nhằm để mình tôn trọng giữ gìn những gì mà mình đã họ về pháp nguyện. Thì hôm nay là ngày 14, cũng là ngày mai ngày rằm tháng 10, là một trong những ngày để tương đối người ta gọi là lễ lớn. Mỗi một năm thì có ba ngày rằm lớn: ngày rằm tháng giêng, ngày thượng nguyên tháng 7, ngày lễ trung nguyên ngày rằm tháng 10, ngày lễ hạ nguyên. Namo Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mm-hmm.
Mm-hmm.